Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục trải nghiệm các sản phẩm với MyBeer. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn sản phẩm bếp điện tử đến từ thương hiệu của chúng tôi, sản phẩm bếp điện tử MIT2121DB. Sản phẩm có công suất định mức mạnh mẽ lên đến 2100W cùng thiết kế mặt kính ceramic chịu lực chịu nhiệt. Sản phẩm bếp điện tử MyBeer MIT2121DB với thiết kế mỏng nhẹ, dễ dàng vệ sinh, cất giữ cùng thực đơn đa dạng, hỗ trợ đắc lực cho bạn trong việc sử dụng mỗi ngày. Đặc biệt, sản phẩm còn có công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện năng. Ngoài ra, khi các bạn mua sản phẩm bếp điện tử MyBeer MIT2121DB, các bạn còn được tặng nồi hai đáy inox 304 cao cấp. Sản phẩm bếp điện tử MIT2121DB của MyBeer gồm có 6 chức năng ở phía dưới, bao gồm chiên, lẩu, hấp, lửa lớn, hầm và chiên ngập dầu. Phía trên cũng có chức năng hẹn giờ, chức năng bật tắt và chức năng điều chỉnh công suất. Đặc biệt, sản phẩm bếp điện tử MyBeer MIT2121DB có hệ thống điều khiển hoàn toàn bằng cảm ứng. Để sử dụng sản phẩm, sau khi kết nối nguồn điện, chúng ta nhấn phím bật tắt, nhấn các phím chức năng để chọn chế độ cần thiết. Bếp điện tử chuyển sang chế độ làm việc. Sau khi nhấn phím bật tắt, nếu không có phím chức năng nào được nhấn trong vòng 10 giây, bếp điện tử sẽ tự động tắt. Sau khi bật thiết bị, nhấn nút chức năng tương ứng để chọn chế độ nấu mong muốn. Mỗi một chức năng đều có thời gian nấu mặc định và công suất mặc định khác nhau. Sau khi chọn một chế độ, bạn có thể ấn phím trừ hoặc cộng để điều chỉnh công suất nấu. Kích hoạt chế độ hẹn giờ để bếp từ bắt đầu quá trình đếm ngược. Khi quá trình đếm ngược kết thúc, bếp điện từ sẽ tự động dừng làm nóng và tắt. Để nhấn vào phím cộng hoặc trừ để tăng giảm thời gian hẹn giờ. Sau khi nhấn phím chức năng, nếu không có nồi thích hợp trên cầm nấu, bếp điện tử sẽ không nóng lên và âm báo sẽ kêu để cho biết cần có nồi trên bếp. 10 giây sau, nó sẽ tự động tắt. Khi sử dụng sản phẩm bếp điện tử MyBeer, bạn vui lòng đọc những chỉ dẫn an toàn trong sách hướng dẫn sử dụng để đảm bảo được tuổi thọ của sản phẩm cũng như phòng chống cháy nổ khi nấu ăn.